Vâng, xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Tiếp tục trong video ngày hôm nay, giới thiệu đến các bác một cặp loa dàn của hãng Sony có model là MD717. Cặp loa hàng bãi nội địa của Nhật mới về, tình trạng là còn khá đẹp, nội thất nguyên zin, tất cả các loa vẫn còn hát rất tốt các bác nhé. Về thông số của cặp loa Sony MD717 có công suất là 120W một chiếc, trở kháng loa 6 ohm, được sản xuất tại Nhật Bản. Vâng, trước tiên thì em sẽ đo qua kích thước của thùng loa. Loa có chiều cao là 43. Chiều ngang là 22. Chiều sâu là 25 các bác nhé. Loa về thì vẫn còn đầy đủ hai e căng, còn đẹp. Vâng, dòng này thiết kế e căng khá là gọn, đậy vào nhưng mà nhìn vẫn là đẹp các bác nhé. Vâng, loa Sony MD717 với cấu hình là 3 loa trên một thùng. Loa bass có kích thước cả cái viên nhựa này là 18. Loa này khoảng độ 16 cm. Màng giấy và gân cao su. Gân cao su rất là mềm mại các bác nhé. Cho tiếng bass đánh rất là êm, êm sâu. Loa sản xuất tại Nhật, chất lượng âm thanh rất là tốt. Một loa chung giấy và một loa siêu check. Đây là lỗ thông hơi. Màng loa còn rất đẹp, hầu như là không có vết xước và không bị ố. Sâu ở bên trong có cái miệng tròn tạo ra như cái họng kèn. Và hình thức bên ngoài của cặp loa này còn khá đẹp các bác nhé. Ở hàng bãi thì không thể tránh khỏi những cái vết chảy xước sơ sơ ở bên ngoài thôi. Đó. Cơ bản thùng không bị nở. Vâng, đây là phía sau của loa Sony MD717. Các góc cạnh còn chắc chắn, lưng phẳng. Về thông số của loa Sony MD717 như em đã nói trước, có công suất là 120W một bên, chịu đòn rất tốt các bác nhé. Trở kháng là 6 ohm và được sản xuất tại Nhật Bản luôn. Đó, rất yên tâm về chất lượng âm thanh. Cầu loa là cầu kẹp các bác nhé, này không có dây đi kèm. Đó. Số CD
là đuổi nhau 0567, 0568. Sony thì chuyên sản xuất số series là nối tiếp nhau, nên là đây là một cặp đi cùng nhau. Vâng, mời các bác nghe qua một đoạn nhạc sôi động để test cặp loa Sony. Vâng, chất âm nghe khá là hay, ba giải nên đều, tiếng bát đánh mềm và sâu, nghe rất là dễ chịu các bác nhé. Vâng, các bác cũng biết nguyên bộ dàn Sony MD717 có giá thị trường dao động từ 6 đến 8 triệu tùy bộ. Thì với cặp loa Sony này cũng có giá khoảng 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu. Cặp này em sẽ để cho các bác với giá là chỉ có 2 triệu đồng, giá chưa bao gồm phí ship. Và giá rất tốt so với thị trường. Bác nào thấy được thì liên hệ cho Trường Phát theo số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội. Em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện khi có cọc. Xem kỹ trước khi liên hệ. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ạ.